Lội xe lên, mở nhớt ra, cho nhớt chảy ra. Extension này nè, bỏ cái này vô, xong dẫn này ra, dẫn này ra, nâng cái tao chuẩn này ra. Okay. Đẩy cái này lên, đó, xong rồi chơi. Để nó chờ cho nó nhớ cái chỉ vô. Giật cái này ra. Dùng cái vít nảy này ra. Bây giờ dùng cái đầu chụp này và dẫn cái sắt chụp vô. Vì sao mà dẫn cái này ra? Dẫn nó chụp nhớ cái gasket cũ, gasket cũ này ra. Bỏ cái gasket mới này vô. Vô rồi, new filter thì vô. Ok, cái là ok. Dẫn cái con filter này vô. Lấy cái socket ring, all filter ring dẫn vô. Ok. Để cái o-ring này, cái thùng bự đó, nhỏ, để ở đây. Xong rồi dẫn vô đây. Bây giờ bỏ 5 cord oil vô. Cái này nó maintenance required nha. Bấm cái odometer trip này, bấm. Bấm này nó chạy qua. Đến trip A á. Ok. Chỉnh cái audio trip vô xong mở lên máy nhấn 2 lần. Rồi đừng có đập thắng, đừng có đề. Đó, cái nút nó chạy vậy. Rồi nó reset rồi đó. Ok. Giờ maintenance required nó hết rồi. Xong.